Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 79 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Lão già này ngã khụy xuống đất, đau đớn mà ôm lấy cái đầu của mình. Lão khó hiểu, tại sao đầu tôi lại đau thế này? Lão hoang mang nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, tại sao đầu tôi lại đau thế này? Giang hy Nham đâu? Vừa rồi những người đang xem đâu rồi? Lão nhìn lên bảng thông báo thì rất bất ngờ há hốc mồm. A. À, trộm cắp công nghệ silicon vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy lão nhìn về phía anh cùng nghiêng bảo thì bất ngờ gì lão há hốc mùng kinh ngạc nghiêng bảo nghiêng bảo người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc khởi nghiệp và làm chuyện vô bổ lại đang ôm một người đàn ông như thế này sao lão liên tục theo đuôi hai người mà chụp lại bằng chứng cả hai đang hẹn hò ông ta gửi ảnh nghiêng bảo đang tay trong tay với anh cùng một dòng tin nhắn qua cho lão phương là cha nghiêng bảo lão giang tôi chụp bức ảnh này tại triển lãm khoa học và công nghệ đứa trẻ nghiêng bảo này thật khó chịu muốn tôi tới mắng cô ấy đánh thức cô ấy à cha của nghiêng bảo thấy tấm hình đó thì điên máu ai đây tên này trông giống như một sinh viên đại học nghèo ông ta gọi cho vệ sĩ của mình lão thần người đó lập tức đến nhận lệnh lệnh của ông giang là gì cha nghiêng bảo thì thầm với vệ sĩ dặn dò đứa con gái khốn nạn của tôi càng ngày càng kiêu ngạo nó không những quyết tâm muốn làm gì thì làm với con chip mà giờ nó còn tìm được một người bạn trai như vậy tôi nghĩ nó chỉ muốn chọc tức tôi thôi đi kiểm tra anh chàng này đi, vệ sĩ nghe lệnh, vâng thưa ngài, tên tóc vàng bên này thấy vậy chỉ nhét mép. Sau đó cả hai cạn ly, hắn chúc mừng, bác Giang, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ồ, được thôi, hắn ngồi phách đốc một cách kiêu ngạo, bác Giang, chúng ta sẽ không hợp tác một hoặc hai lần, chú biết rõ nhất về gia đình tôi và chú cũng biết rằng gia đình tôi rất tích cực thúc đẩy việc kết hôn. Chỉ là mắt nhìn của tôi rất cao nên những cô gái có phẩm chất tổng thể thấp hơn không thể lọt vào mắt tôi, nhưng tôi thực sự thích nghiêng bảo cha nghiêng bảo nghe xong trầm tư suy nghĩ mặc dù cậu miêu này tương đối lãng mạn nhưng có thanh niên nào lại không lãng mạn được đứa trẻ nghiêng bảo này quá ồn ào đúng là nó cần phải lập gia đình để ổn định cuộc sống điều quan trọng nhất là hai gia đình chúng ta có nguồn tài chính ngang nhau nên sau này chúng ta sẽ hợp lực cha nghiêng bảo đưa tay về phía đầu vàng tỏ ý hợp tác vui vẻ tên kia thấy vậy rất vui mừng nhưng cố ý hỏi lại bác giang ý bác là sao cả hai bắt tay hợp tác vui vẻ thì thư ký hấp tấp chạy vào không xong rồi lão giang thấy vậy khó chịu ra mặt anh đang làm gì vậy anh không nhìn thấy tôi và cậu miêu còn chưa để lão giang nói hết thư ký đã đưa thông tin đến trước mặt ông ta nhìn đây đây là thông tin của người đó tên này thấy vậy thì thắc mắc có chuyện gì vậy lão giang im lặng một hồi sau đó nắm tay hắn kéo đi cậu miêu lối này đầu vàng khó hiểu chúng ta có cần thương lượng về ngày tháng không tất nhiên tôi cũng rất vui khi làm điều đó càng sớm càng tốt nhưng lão giang lại đưa tên này ra đến cửa mặt âm trầm đuổi khách tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Hắn liên tục gõ cửa gọi Lão Giang, Bác Giang, Bác Giang, nhưng Lão Giang không quan tâm mà gọi cho Lão Phương, Lão Phương. Nghiêng bảo có thể tự do yêu đương, ta ủng hộ nó hết mình, xem ra là Lão đã thấy thông tin về sự giàu có của anh rồi chứ gì, mê rồi chứ gì. Lão nói câu cuối với Lão Phương như một lời cảnh báo, tôi khuyên anh nên quan tâm đến việc kinh doanh của riêng anh. Lão Giang cực kỳ phấn khích, hóa ra chàng trai đó chính là anh tiền huyền thoại, cô con gái ngoan của tôi thật tuyệt vời đã gắn bó với anh ấy từ lâu rồi, thậm chí công ty chip đó còn được anh tiền đầu tư, bây giờ nó ổn định rồi." Lão Giang ra lệnh, "Lão Thần, ngươi đi lấy rượu Thái mau mà ta đã sưu tầm 30 năm ra, ta muốn chiêu đãi anh tiền thật tốt." Thư ký lập tức làm theo ngay, "Được rồi thường ải." Bên này Nghiêng Bảo cùng anh đi dạo xung quanh rất vui vẻ, Nghiêng Bảo chỉ về phía trước, "Nhìn cái kia đi, hửm?" Ừ. Anh nhìn cái máy có chút hoang mang, "Đây là?" Nghiêng Bảo giải thích, "Phép chiếu lập thể." nghiêng bảo giới thiệu bằng sự am hiểu của bản thân nó còn tiên tiến hơn thế nữa điều này được phát triển bởi một số công ty công nghệ cao cấp nhất ở đất nước chúng ta chiếu thực tế ảo thông minh aivrp kết hợp phép chiếu lập thể tương tác thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo cả hai cùng nhau dạo trong công nghệ chiếu lập thể đó anh bất ngờ tôi có thể cảm nhận ánh nắng và gió nghiêng bảo lại tiếp tục giải thích phép chiếu lập thể nói chung chỉ có thể phát những thứ cài sẵn trình chiếu thực tế ảo thông minh này có thể ngay lập tức tạo ra một cảnh không định sẵn theo yêu cầu của khách hàng, người dùng cũng có thể tương tác với hiện trường. Anh cảm than, ôi, tuyệt vời quá. Vấn đề lớn nhất hiện nay là chức năng điện toán chip vẫn còn tương đối yếu, nhưng miễn là công nghệ chip của Trung Quốc được cải thiện, công nghệ này sẽ vượt xa các nước khác. Anh nói lời ngọt ngào, tôi rất hy vọng vào điều này, nhưng bảo nghe vậy thì mặt đỏ tía tai vội quay đi nơi khác. Lâm Tân, hãy thử AIVRP này. Cả hai lúc này tiến vào một không gian ảo với phong cảnh của lễ đường khiến anh rất phấn khích hãy có một khung cảnh lãng mạn nhé nghiêng bảo được công nghệ ảo khoác lên một bộ váy cưới xinh đẹp a à, anh thấy trang phục của mình thay đổi thì cũng rất bất ngờ ồ có phải tất cả quần áo đều được chiếu lên không anh nhìn đi nơi khác ha ha xin lỗi tôi tưởng sẽ có một bầu trời đầy hoa anh đào hay bầu trời đầy sao hay gì đó tôi không ngờ ai này lại quá trực tiếp nghiêng bảo ở sau nhìn anh một cách xe đắm không lối thoát lúc này cha xứ hỏi cô cô dâu ơi cô có đồng ý không dù khỏe mạnh hay bệnh tật giàu hay nghèo liệu cô có yêu chú rể mãi mãi không mọi người bên dưới hô hào cổ vũ cưới anh ấy cưới anh ấy hãy cưới anh ấy cưới anh ấy điều này khiến cho nghiêng bảo rất bối rối anh nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt thì không khỏi vui vẻ để tôi đi liệu ai còn có thể như thế này được không thật tuyệt vời nghiêng bảo hoang mang kết hôn với anh ấy thấy nghiêng bảo cứ không chú tâm nên anh liền hỏi hả cô đã nói gì thế chưa để anh nói hết cô đã mạnh dạn tặng anh một nụ hôn ngọt ngào cả hai cứ thế mà chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, mặt nghiêng bảo có chút không nỡ, cô thắc mắc, tôi đang làm gì vậy? Sau đó ngượng ngùng xin lỗi anh, xin lỗi, Lâm Tân, tôi, anh bất ngờ trêu chọc cô, hóa ra nghiêng bảo cũng có mặt như vậy. Công nghệ ảo thông báo, đám cưới kết thúc. Vợ chồng mới cưới tiễn vào phòng cô dâu, cứ thế mà cả hai người xuất hiện trong phòng tân hôn. Trên người nghiêng bảo được thay bộ trang phục của mấy bà vợ nội trợ sexy, anh bất ngờ, cái, cái gì? nghiêng bảo quay sang nhìn anh a à, cái này nghiêng bảo không chịu được nữa liền chạy đi mất bỏ lại anh tôi xin lỗi tôi thực sự không biết ai này lại như thế này thật xấu hổ anh lo lắng gọi lại này nghiêng bảo ừm chạy rất nhanh anh bất lực thở dài quên đi chúng ta quay lại trường học trước đã ok video hôm nay đến đây là kết thúc nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo youtube còn thông báo cho các bạn nữa bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn